Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 3. Hôm nay chúng ta cùng nhau giải đề thi học kỳ 2 năm học 2021-2022. Đây là phần nghe, listening. Rồi chúng ta qua cái phần reading and writing các bạn. Chúng ta sẽ sắp xếp tạo thành từ có nghĩa và theo nhìn theo hình nhé. Ví dụ đây là Robert này. Câu số 1 các bạn nhìn thấy cái gì? Các bạn nhìn thấy bóng đá đúng không? Quả bóng. Và đây là môn bóng đá. Bóng đá là football của các bạn. Nhớ nhá. Foot này, bồn này. Đấy. Câu tiếp theo, cái này là đồ chơi các bạn. Đồ chơi các bạn nhớ là toys. Toys. Ok. Câu tiếp theo là cái diều sẽ là kite. Cái này là cái gì? Cái này là ô tô các bạn, ô tô là car. Và xếp hình là puzzle. Puzzle xếp hình. Các bạn sang touch to look and read, nhìn và đọc, đánh dấu tick hay là cross, đúng là tick và sai là cross. Ví dụ này, she is riding a bike, cô ấy đang đạp xe đạp. She is riding a bike này. She is singing, cô ấy đang hát này, là sai, hình này sai, người ta đánh dấu x, hình này đúng thì đánh dấu tích. Ok, các bạn xuống đây nhé. Number one, she watching TV, that's right. Cái này yes or no các bạn, cái này chắc chắn là no rồi. Cô này cô ấy đang lau nhà. Và ở đây nói là watching TV là xem phim. Câu dưới thì nói xem phim, mà hình là lau nhà, vậy con này sai. Sang câu số 2, he's playing the piano. He's playing the piano, có nghĩa là anh ấy đang đánh đàn piano, đang chơi đàn piano, trong khi anh đang vẽ tranh, là the drawing a picture. Và ở đây là sai. Sang câu số 3, she singing, cô ấy đang hát. Và đây đúng rồi, cô ấy đang hát này. Ok, vậy thì câu này đúng, ok. Đúng này, đúng tích này. Rồi, he reading a book, mà trong khi anh chàng đang viết bài, thì phải đọc bài. Reading a book là đọc sách. Ở đây trong khi là viết bài, câu này sai. Sang câu số 5, she's playing the piano. Cô ấy đang chơi đàn piano và hình này đúng. Ok, đúng đánh dấu tích nhá. Chúng ta qua bài dưới ha. Read and complete, đọc và hoàn thành này. Bây giờ chúng ta có cats là những con mèo, under là bên dưới. Bên dưới các bạn, bạn nhớ nhá, học rồi nhá. Bên dưới này, chúng ta có pet là thú cưng. Thú cưng người ta xài rồi đây. The là mạo từ thôi, dog là con chó, on là ở trên. Ở trên các bạn, trên. On là ở trên. Ở trên. Rồi, do you have any pets? Bạn có thú cưng nào không? Yes, I do. Có. I have a dog. Tôi có một con chó. And two cats. Và hai con mèo. Where the dog? Con chó ở đâu? Is here. Nó ở đây. Is here. Nó ở đây. On the table. Hay là under the table thì đúng hơn các bạn. Under the table. Where are the cats? Những con mèo thì ở đâu? Let me see. Để tôi coi nào. Oh, they are on the bed. Chúng ở trên giường. Oh, they are very nice. Oh, chúng thật là đẹp. Rồi chúng ta xuống phần speaking. Và đây là toàn bộ cái bài học của chúng ta, bài thi của chúng ta nhé.